Rồi, chào mọi người nhé. Thì hồi nãy mình có làm một cái clip hướng dẫn thay pin iPhone 6S ấy. Thì đăng lên lúc thì có một bạn cũng yêu cầu muốn mình làm cái thay pin 5S E này. Chắc bạn này chắc có máy 5S E hư pin nên là đang muốn mình làm để cho tự thay ha. Thì nhân tiện đây này, mình cũng về được mấy chục máy 5S E đây để mình kiểm xem có cái máy nào pin nó bị bảo trì không. Đấy, nguyên si hết nguyên tem đang mới về hàng nhá. Thì đấy, mình cũng hướng dẫn các bạn thêm như vậy nhé. Các bạn mà xem clip của mình này, đó, xem clip của Nhật Nam này, các bạn có thể bấm vào đây phần mở rộng này, nó có một cái mũi tên nhỏ nhỏ đen đen bên góc màn hình của bạn này, dưới mỗi cái clip đó, để các bạn xem được cái ngày xuất bản này. Và ở dưới này có thông tin của mình này, là bao gồm là số điện thoại liên hệ này. Các bạn xem những cái clip bán hàng có thể điện thoại trực tiếp để cập nhật cái giá mới nhất này. Và ở đây mình có để một cái link này của một cái video của mình luôn, là hướng dẫn tạo iCloud. Nói chung cái này nó ở cái phần mô tả clip đó, các bạn bấm vào mũi tên này sẽ hiện ra này. Bình thường thì nó như thế này thì các bạn không có thấy nè, thấy không? Còn muốn bình luận thì bấm vào đây bình luận này, còn muốn mà vô cái phần mô tả thì bấm đây nhá, bấm chỗ này cái là vô phần mô tả này, xem này, thông tin này, kênh kia của Nhật Nam nữa này, rồi Facebook này, Facebook Nhật Nam Movie Center này đó, rồi địa chỉ cửa hàng này, nói chung có đầy đủ ở đây này đó. Nhiều bạn nhiều khi cứ thắc mắc bảo có hay không đó. Rồi ở đây mình có để mấy cái đường link của cái clip hướng dẫn tạo iCloud này, rồi clip bóc phốt dựng iPhone Zin app này, không đó, các bạn có thể vào đó xem chơi. Rồi những bạn nào mà xem clip mà yêu mến thì nhấn like ủng hộ mình nè, rồi chưa đăng ký thì nhấn vào đăng ký, chưa đăng ký thì nó sẽ hiện cái chữ đăng ký màu đỏ, còn khi nào bạn đã đăng ký rồi thì nó ghi là đã đăng ký đấy. Rồi xong nó hiện lên cái chuông, các bạn có thể ấn vào cái chuông để nhận thông báo cho tất cả những cái clip mới của Nhật Nam này, thấy không? Đó. Thì đó là cái cách để các bạn xem YouTube, rồi để biết thêm được thông tin của những cái kênh YouTube đó. Đó, nó rất là đơn giản như thế thôi. Rồi bây giờ chúng ta vào việc ha. Nè, chúng ta sẽ vào cái việc là kiểm tra xem cái đống 5S E ở đây, xem là có cái nào mà nó pin nó kém, thì mình sẽ làm cái clip hướng dẫn thay pin 5S E luôn. Đấy. Rồi, đây. Rất là nhiều. Còn được chỗ này tới khoảng 20 máy, hơn 20 máy đó các bạn. Thì cũng bán khá nhiều rồi. Còn 5S E thì đợt này về nhiều lắm nha. Bạn nào mua thì cứ liên hệ tới mình mua. Đấy, như con này pin 97 thì thôi, thay làm chi ha. Thay bảo bị bệnh nên mới thay. Bình hâm đây, 94 cũng khỏi cần thay ha. Đấy, chúng ta kiểm hết xem. Thì nói chung cái này nói thiệt là các bạn, mình nhập về mình cũng không có được bên kia là bao cho là tình trạng pin là bao nhiêu đâu. Dạng như là nhập xô như thế này, người ta chỉ bao về ngoại hình, rồi bao zin men, rồi bao màn hình zin chẳng hạn, bao những cái máy là chuẩn thôi, chứ còn pin họ không bao giờ bao cho mình. Đấy, nên đợt hàng nào nhập về mà toàn pin ngon như thế này là đỡ nè. Đó, còn những cái đợt hàng nào nhập về là pin bảo trì không là đè ra thay sấp mặt luôn. Đấy. Còn các bạn cũng đừng quan trọng vấn đề iPhone pin nó kém thì thay là cũng rất là ok thôi, không phải lo ngại vấn đề mà sợ rằng là thay pin rồi xài nó không được ngon, bung ra đồ này kia. Riêng thay pin Nhật Nam là hướng dẫn cho các bạn thay, không phải tháo màn hình, không phải tháo men gì hết nên không lo gì nhá. Đấy. Chỉ có dở lên cái là thay là lại ráp vô thôi. Đây, như con này pin 86 thì nó cũng còn được, chứ cần phải thay. Đấy, thì mình kiếm con nào pin bảo trì luôn nhá, tiện thể hướng dẫn cho mọi người thay 5S E luôn. Đó. Nói chung là xin giới thiệu lại với các bạn rằng là cái điều này thì mình cũng nói nhiều rồi. Nhật Nam trước khi mà chuyển qua bán điện thoại này đã từng sửa chữa điện thoại cũng gần 20 năm rồi. Từ năm 2002 cơ. Đấy, từ cái thời Labolion các bạn nhé, là bắt đầu là những thời điểm đó sửa chữa điện tử, chứ cũng chưa phải là điện thoại nữa. Bắt đầu đến 2004, 2005 là học thêm lên là sửa chữa điện thoại nhé mọi người. Nên mọi người cứ yên tâm về phần cứng Nhật Nam là nói chung là khá cứng đó. Cứng nhưng mà đập vỡ nha, đừng đập nóng tính, đừng đập nha anh em nha. Rồi kiểm tra đây, có con này báo Civic là bảo trì đó.
Ủa sao lại 88% mà báo sạc vi? Thôi cả nó đi con này, để chỉnh qua tiếng Việt rồi coi. Tiếng Anh tiếng em hồi đọc không biết đọc ra làm sao. Văn hóa thì lùn. Tí nữa lại mấy ông cử nhân cử nhiếc vào bóc phốt. Nhật Nam không biết tí tiếng Anh nào, bày đặt đọc như đúng rồi. Đấy. Mình chỉ có leng keng xà beng, tươi xanh như nồi canh rồi ha. Hai câu nói làm nên tên tuổi. Chuyên gia selfie. Đấy, tìm mãi không có quả pin nào kém, thì đợt hàng này có khi mình lại ngon lại trúng. Đấy, 95 bét bét từ nãy giờ cũng thấy 86 các bạn ạ. Đây, nhưng mà đã phát hiện một lỗi rồi đây. Bị một chấm phản quang này nè bạn. Chấm nhẹ phản quang. Còn màn iPhone mà đến tầm này là có những cái nó không đều màu đâu nhé các bạn nhé. Màn zin nó vậy đấy, những cái cũ rồi. Còn chấm phản quang là nó khác. Đấy, như cái chấm phản quang là phải loại ra rồi không bán cho các bạn được đây. Nhưng con này pin 84 này. Để tìm xem không có con nào mà nó bèo bọt hơn thì thay đại con đó đi. Mấy shop kia là 81, 82, 83, 84 người ta vẫn bán đấy nha. Mình là mình kỹ. Mình mong muốn là nó hạn chế được cái mức thấp nhất cái lỗi đấy. Con này pin tới 100 luôn thì thay gì nữa. Mình mong muốn là nó hạn chế đến cái mức thấp nhất luôn khi mà gửi hàng cho các bạn. Còn cái vấn đề mà chẳng may nó xảy ra lỗi á là hy hữu nhá. Các bạn đừng có buồn. Không ai muốn đâu. Dĩ nhiên là các bạn là người mua thì không muốn rồi. Của đâu con sót ngu gì muốn mua cái máy lỗi đúng không? Còn mình bán thế thôi. Các bạn lỗi mà máy mà bị lỗi một phát là mệt lắm, mình mệt lắm. Đấy. Mà thực tế ra khi mà các bạn bị lỗi là các bạn được tới hai mà mất một thôi. Chỉ buồn mỗi cái là máy lỗi thôi, nhưng mà được mắng vốn này, được bảo hành này, được đổi, thấy không? Đấy là được tới hai. Là được đổi với được mắng vốn, còn mình là phải chịu thiệt này. Vẫn phải đổi cho các bạn này, vẫn phải nghe các bạn mắng vốn, đấy thấy chưa? Sung sướng gì đâu. Có phải bảo lỗi mà không phải đổi đâu. Đúng không? Khi nào mà lỗi mà không phải đổi thì nó lại khác. Bán thế thì chắc được hai hôm người ta đến người ta đập tan tiệm ra, xong rồi bắt đầu là ui đợt này pin 100 nhiều lắm các bạn. Đặt hàng mạnh và ủng hộ nhá. Cái loại pin 100 này nhiều lắm, pin trên 95 hôm nay thấy quá trời. Kiểm tra kiểm toán hai mươi mấy cái máy ở đây mà sao lại không thấy cái nào pin hỏng để mà thay nữa thế này. Ui giời, lại 100% thì toàn hàng chất. Đây có một cái nữa mình chỉnh tiếng Việt đâu rồi. Đây, hay vứt đâu rồi. Nhớ nãy có cái màu hồng chuyển sang tiếng Việt mà ta. Vứt đâu rồi ấy nhỉ? Đấy, muốn tìm cái pin kém để mà làm clip thay pin cũng phê lắm ấy chứ đâu phải. Thôi lấy đại cái con pin 84 này đi nhá. Đây con pin 84%. Nó thì nó cũng hơi phí đấy các bạn, phí phạm quá nhỉ. Có khi nào mình lãng phí quá không? Khi mà người ta đang ở pin 80 người ta vẫn đang để người ta dùng. Đây, đây còn một con đang sạc. Đang sạc nó hết pin. Mày bảo trì hộ tao cái. Mấy chục cái toàn pin ngon không các bạn. Úi giời, lại pin 100%. Bỏ mẹ nhau rồi. Toàn pin ngon thế này. Thế lại lãi ngập mồm à. Thế bình thường cứ về bỏ 50 cái là phải thay pin hết 10 cái. 20 cái thay pin 4-5 cái. Cái này lại không phải thay pin thì... Thế thì đỏ rồi. Cũng may lần này bao ship cho bà con. Xem đi xem lại cũng không có cái nào pin kém. Thôi, nhất trí nhá, phí phí như thay con 84 này đi. Đấy, con này pin 84 nhá. Rồi, ok. Để gọn sang đây.
sẽ gọn sang đây để lấy chỗ, còn mở máy ra nhé, thay pin. Đây thì muốn thay pin thì phải chuẩn bị cục pin với có một miếng keo hai mặt để dán đấy, chứ không chơi màu mè hoa lá hẹ ba cái đây dán này để giả zin này. Đây không chơi giả, một là zin, hai là khỏi cần zin. Đây là nguyên tắc, ngon là chơi, ngon là chén, muốn đựng bằng bát, đựng bằng tô, đựng bằng đĩa gì cũng được, cứ ngon là sơi. Đây thì mọi người kiểm tra hộ mình cái nhá. Đây máy nguyên si còn tem từ cái nơi mình nhập, tem này là cái thằng nó phân phối cho mình nó dán thôi, kệ nó đi. Đấy thì thay pin này cần một cái dao lam để tí cậy màn hình lên nhá. Đấy rồi trước khi thay pin thì các bạn lưu ý là phải kiểm tra xem màn hình nó còn ngon nghẻ không, hay nó có bị hỏng gì không, đúng không? Đấy cậy ra làm hỏng người ta thì phải đền, đấy là nguyên tắc là nếu làm cho khách, đúng không? Đấy tháo tem. Rồi tắt nguồn đi nhá, nên tắt nguồn đi, cho nó an toàn kỹ thuật, tránh cháy nổ. Pin này mà nó cháy cũng kinh lắm, nên là mọi người để ý cho kỹ nha, làm phải đúng kỹ thuật, chọc chọc vô cái cục pin nó nổ đấy nha, nó cháy luôn á, cháy cái máy luôn á, thậm chí mà tay mà không thả cũng kịp cháy tay luôn. Đợt trước đợt nào có ông làm YouTube hay làm cái gì đấy, khui ra thì bị cháy đen sạm hết cả mặt ra. Đấy cậy thì cứ cậy đều này, mày dùng cái bàn ít thôi. Đấy cậy thì cứ bung ra thế này nhé. Đấy, móng tay này, móng tay khỏe thì chơi, còn không thì dao lam cậy ha, không thì dao lam, nhưng mà mình quên mình không cậy bằng dao lam cho các bạn xem, chứ nhiều khi các bạn móng tay đâu có khỏe đúng không. Đấy thử lại đi, đây là do mình đè này xuống thì nó lại mở nguồn, không sao, cái nút nguồn đây này. Đấy thì lại thì thôi tắt đi, tắt đi. Đây cậy này, mình làm lại cho bạn xem nhé, lấy lỡ lấy móng tay cậy ra mất. Đây cậy đây, kê vô này, kê đều cả cái lưỡi, mình đừng có cậy một cái chỗ nó nhỏ, nó nguy hiểm lắm. Đấy nó hở lên rồi này, đây thấy chưa, nó hở cái này, nhét cái móng tay nhẹ vào đây rồi xong, bắt đầu bên này cũng bên hông này cũng vậy này, đẩy dao lam vô này, đẩy dao lam vô này, rồi cậy nhẹ này. Màn hình này khó bung hơn màn 6 trở lên các bạn nhé, hãy cẩn thận, cứ từ từ làm, cậy nhẹ nhẹ thôi này, thấy chưa, mình cậy bằng dao lam đen này thôi, nhưng mà nó không gãy dao lam được đâu, mình làm quen rồi ha. Bạn nào làm không quen mua cái dao lam trắng đấy, cậy cho nó có cái độ dẻo. Đấy, bên này cũng thế này, cứ cậy này ha, lên cái này thấy nó hở ra vầy khoan hãng dở ra, vì nó có một cái dây nút home ở đây này, các bạn giật mạnh nó đứt, thấy chưa, 5SE cẩn thận nhá, hoặc là 5S, đấy hai đời nó giống nhau, nó có một cái dây hom đây, cẩn thận nó đứt. Đấy thì đây chúng ta sẽ cậy cái phím nút hom ra, cậy ra tiện thể mở ra thì xem con máy này xem men có đẹp không, có sửa bét trong này ra chưa, nó bán cho mình. Đấy thì đây các bạn xem con máy này thì nó hoàn toàn đẹp, đẹp zin chuẩn rồi đúng không, đẹp zin chuẩn này, pin cũng zin này. Đấy rồi thì cái việc tiếp theo bây giờ muốn thay pin, đây chỗ này nó còn có giấy gì đấy, cái giấy gì để bảo chống vào nước thì nó đỏ đấy nhỉ, giấy quỳ đúng không. Đấy thì máy zin nguyên đẹp nhá, thì đây chúng ta sẽ mở cái hai con ốc chỗ này ra, các bạn thấy hai con ốc không, nó có một cái siêu để che cái chân pin, cái socket pin. Đấy cái socket pin đấy mở ra này, nhẹ nhàng dùng móng tay cậy ra thôi, đây ha, gỡ nó ra rồi. Đây cái pin này thì chúng ta thấy là pin zin nó cũng còn cái keo, để keo zin này để rút ra này,
Nhưng mà cái này các bạn thấy nó không như cái 6S. Nó rút ra cũng khó hơn nha, vì nó chỗ 6S ở đây các bạn tưởng tượng đây nó có một cái cục rung ha. Nó có một cục rung, mình gỡ ra thì nó có một cái khoảng không gian nó dễ để rút, thì cái này nó khó hơn thì cũng không sao, làm nhẹ tay thôi. Khèo vào đầu cái keo này, lòi cái trắng lên bắt đầu quấn từ từ ra này. Nó hai miếng hai bên thì cứ rút từ từ ra thế này, các bạn làm theo mình được chưa? Đấy, cứ nhẹ nhàng này nhá. Keo zin thì nó cũng khó đứt lắm. Đấy, thì mình lấy một bên thôi, bên này thì nó xoắn vào rồi, kệ cho nó đứt đi tí nữa mình khựi ra nhá. Đấy, bỏ nó đi, tiếp tục lấy này, cứ lấy từ từ thôi. Nhớ là lấy nhẹ nhàng, đừng để nó biến dạng cục pin, đừng chọc vào cục pin nó nổ nhé. Mình làm này chứ mình cũng run lắm, giờ này mà nó nổ phát hỏng cái máy này luôn, có khi cháy cả tay. Nên là mong rằng các bạn hãy cẩn thận. Đấy, rút ra như mình này. Hết sức là cẩn thận, hết sức là kiên trì nhé. Đấy, bên này hồi nãy là run quá làm nó đứt này ha. Bây giờ khợi nhẹ nhẹ cái đầu pin này. Đấy, tìm nhìn thấy rồi này, nhìn thấy cái màu trắng nó còn dính đây này. Thấy chưa? Thì quấn nhẹ nhẹ cái đầu nhíp vô. Quấn nhẹ nhẹ cái đầu nhíp vô, khêu nó ra này. Đấy, khêu nó ra như khêu ốc đấy. À. Đấy, rồi lại rút này, lừa lừa rút nó ra này. Thấy chưa? Đấy. Hạn chế đến mức thấp nhất như mình này, vừa nãy phải khử cong chỗ này lên một tí này. Đấy, tuy nhiên cũng khá là ok, không có bị cháy, bị nổ rồi ha. Đấy, rồi chúng ta kiểm tra lại một cái nữa xem máy này đúng zin nguyên không, xem đúng zin trinh nguyên không, đúng nhá, ngon lành mới keng luôn này. Đây, ông nào bảo thay vỏ, dọn vỏ đâu vào đây, chứng minh luôn vào ngay cái đi. Đấy, thấy chưa, có hàng đẹp chứ không phải không, quan trọng tiền mình bỏ ra các bạn nhé. Các bạn phải hiểu là khi các bạn ăn một tô phở bò 35.000 thì nó phải khác một tô bún riêu 15.000, thế thôi, cho nên là tiền nào nó của đấy. Nó sẽ có 3 4 loại hàng người ta phân định ra để người ta cung cấp cho các bạn. Đấy, ông A, ông B, ông C nhập 50 máy, thấy không? Loại 2 thì nó gửi cho ông A, ông B, ông C đấy 50 máy loại 2, còn ông A này ông nhập 100 máy loại 1 thì đương nhiên giá tiền máy loại 1 nó phải khác, thì nó phải gửi đúng máy loại 1, đúng không? Về mình mở ra mình kiểm tra lần sau ai làm ăn với nó nữa. Đấy, thì dán miếng keo hai mặt vào cái pin chúng ta thay vô. Đấy, đặc biệt 5SE Nhật Nam có luôn hẳn pin zin. Đấy, còn cả táo trên pin. Thấy không? So với quả pin zin xem giống nhau không? Đấy, nhân tiện đây so luôn. Thấy chưa? Y hệt nhau chưa? Khác mỗi cái của mình là phải đóng cái mộc vào để biết là pin là mình đã thay, thế thôi. Thấy không? Đấy, 5SE có luôn pin zin. Thế này mà mấy ống đen dán mấy cái dạng keo này vào nữa mình đâu có biết. Các bạn nhìn làm sao biết được, đúng không? Đấy, zin hay không là do người bán thôi. Vậy nhá, nên là mình cứ tìm chỗ uy tín mình mua là được rồi. Đấy, dán vào ngon lành. Dán vào thì bây giờ lại gắn cái siêu pin vào. Đấy, rồi ngon lành chưa, đâu có cần phải mở màn hình tháo men gì đâu, thấy không, ngon lành này. Đấy, máy ngon nghẻ đẹp leng keng xà beng, lâu lâu mới có cơ hội mở máy ra review kỹ cái ruột máy cho các bạn xem ha. Đấy, ngon nghẻ zin hết. Đấy, nhưng là những cái iPhone này thì nó đơn giản thôi, cứ miễn sao men zin, màn hình zin các bạn xài ngon rồi, những phần phụ á cho phép thay. Đấy, thì đây là khi bây giờ gắn vô, quay cho kỹ, gắn vào thì để như thế này, cầm như thế này rồi gắn cái socket này vô lấy cái nhíp á, nhíp này nó dính keo, lấy cái nhíp gắn cái socket chỗ cái nút home này vô. Đấy, nút home này không vân tay rồi, đấy đứt cái dây này là khỏi bấm luôn, khỏi vân tay luôn. Đấy, thì cái pin mới thay vô này chưa chắc nó đã có pin, thì mình cứ thử mở ra, không có thì mình cắm sạc. Đấy, nhưng mình gắn màn hình vào này. Gắn màn hình đặc điểm 5S thì mình chỉ cho bạn để vô màn hình cho nó dễ này. Mình sẽ vô cái phía trên này trước. À, nó sẽ như thế này này. Các bạn nó có thấy cái ngàm đây không?
Nhìn kỹ thấy cái ngàm đây nhá. Đấy, mình chỉ rất kỹ để cho các bạn phải làm được, nên mong rằng các bạn hãy theo dõi kỹ hết rồi làm, đừng ẩu đừng vội nhá. Đấy, đây các bạn sẽ gắn nó khít vào này, đẩy hết lên trên sát. Đấy, gắn vào khớp này đúng như thế này nhá, xong rồi bắt đầu để nó xuống này, đạp vô này, ấn này, ấn hai bên rong này cho nó vô đều này. Đấy, cho nó vô đều đây nhá, thấy chưa? Đấy, ngon lành chưa, vô hết chưa, máy vẫn đẹp nguyên si, khiếp, máy này mới thế. Đấy, rồi cục pin 84% thay thì hơi phí thôi. Rồi bây giờ gắn ốc ít vào rồi thử mở nguồn lên. Đây, mở nguồn lên xem lên không hay là toang rồi, không lên rồi các bạn ha. Mà chắc là hết pin thôi, mình đoán. Tại cái đợt pin 5SE này mình nhập mà cũng hơi lâu rồi. Pin thì để lâu nó cũng tự hết nhé, nó kiểu như bình ắc quy ấy. Cái cơ chế của nó thì như bình ắc quy thôi, kiểu vậy thôi. Rồi, bạn hai ốc vào nhé. Máy vẫn liền lạc, rong riết ngon lành ha, không sứt mẻ đâu hết. Đấy, để nhân tiện như thế này kiểm tra thì bạn biết là máy bên trong khá là ok, bạn yên tâm đúng không? Đây, hết pin này, các bạn cắm vào nó đã hiện cục pin sạc đây này. Này, như thế này là thành công rồi. Nhưng mà kiên trì là tí nữa đợi nó mới lên pin nữa, thử xong ngon lành là xong rồi đấy nhé, lau chùi cho sạch sẽ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé, mong rằng các bạn sẽ thực hiện thành công. Và nếu mà có mua iPhone quốc tế thì ủng hộ Nhật Nam nhé. Đấy, xin hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ đến nhiều người cũng như like.